Ngon quá nhở. Giờ có quả kẹo ăn ngon phết. Alo kì à, gì đấy? Anh mời qua ăn anh ơi. Không tôm hùm chứ cũng phải bít tết đây. Dạ anh Năm ơi, mời anh ăn ba khía đặc sản quê em. Anh ăn anh nhớ bỏ vỏ vô cái chén này nha. Đậu đũa nè, trộn rất là ngon luôn nha cả nhà. Ăn rất là ngon luôn nha.